gì tốt đẹp nhất, những cái điều tiên phong và những cái điều mới mẻ đối với dự án này. Và các bạn là những chiến binh, các bạn là cánh tay nối dài của chủ đầu tư, là những người mà sẽ chia sẻ những cái sản phẩm, những cái thông điệp của chủ đầu tư cũng như là những cái thông tin đến khách hàng. Vì vậy chúng tôi luôn luôn là mong muốn, chúng tôi support các bạn, chúng tôi chia sẻ, chúng tôi đào tạo, chúng tôi training cho các bạn, và chúng tôi mong rằng là chúng tôi hy vọng là các bạn sẽ mang đến những cái thông tin nó chính xác nhất, chi tiết nhất, cụ thể nhất, và chia sẻ cho khách hàng để khách hàng thấy được những cái giá trị của Kingfinity, không đơn thuần chỉ là một sản phẩm bất động sản, không đơn thuần chỉ là một cái căn hộ để căn hộ cao cấp, mà hơn thế nữa là những giá trị, những sự độc tôn, và rất nhiều nữa. Thì trong buổi hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau, và chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn tất cả những điều đấy. Và để bắt đầu cho cái phần training của chúng tôi thì chúng tôi sẽ mời các bạn xem một đoạn phim video clip để giới thiệu về dự án. Xin mời em. Từ một tầm nhìn chiến lược, tôi thật sự kỳ vọng về sự phát triển vượt mục kinh tế dài hạn. IT với cái tên gọi như vậy thì nó mang cái nghĩa gì? Bởi vì mỗi một dự án khi mà chủ đầu tư đưa đặt ra một cái tên gọi thì nó đều có cái ý nghĩa của nó. Vậy King Grand Infinity có ý nghĩa gì? Vâng, King Grand Infinity có nghĩa là đem lại một cái nguồn năng lượng mới, một cái hình ảnh mới cho một thành phố mới. Và cái tiêu chí của chúng tôi muốn là người đi tiên phong, mang đến những cái điều mới mẻ cho một thành phố mới của tương lai. Và điều mới ở đây đó là gì? Nó là tất cả các mặt, về cả từ kiến trúc, về từ concept sản phẩm, về từ những cái tiêu chí bên trong, về mặt kỹ thuật, cũng như là những công năng, những chức năng của tòa nhà, và rất nhiều những tiện ích, rất nhiều những cái điểm mới và những cái điểm khác biệt ở dự án này. Và một lát nữa thôi thì anh Linh sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn, và chúng ta sẽ thấy được rằng cái mà tôi nói điểm mới ở đây nó là cái gì, và đó chính là những cái key để khi mà các bạn nói khách hàng thì các bạn có thể chia sẻ với khách hàng của mình, và là những cái key chốt deal đấy ạ. Vâng, và chúng ta đều biết là theo dòng của lịch sử thì có thể nói là thành phố cái tên Thủ Đức này của chúng ta đã tồn tại hơn 150 năm tuổi rồi. Và Thủ Đức thì trước đây là cái vùng đất thuộc huyện Mai An, tỉnh Biên Hòa, Đồng Nai. Và sau rất nhiều những cái thay đổi, sau rất nhiều những cái biến thiên của lịch sử thì nơi này đã được cắt ra, sáp nhập, và sau đó thì đã được nhập vào tỉnh Gia Định, là một phần của thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Và cái tên Thủ Đức này thì được lấy từ tên hiệu của một người gọi vui là ông Thủ Đức, hay có tên thật tên hiệu là ông Tạ Dương Minh hay là ông Tạ Huy, là người đã có công lao để tạo ra cái chợ Thủ Đức, hay là một cái công lao rất là lớn đối với cái vùng đất này từ năm 1679 đến năm 1725. Vậy thì các bạn có thể thấy rằng là thành phố Thủ Đức của chúng ta ngày nay đã có một cái giá trị văn hóa, một cái giá trị lịch sử rất là lâu đời và tồn tại hơn 150 năm. Vì thế có thể nói rằng là Thủ Đức ngày xưa của chúng ta như thế nào? Thủ Đức ngày xưa thì bởi vì là có một cái vị trí tiệm cận với Sài Gòn, vì thế cho nên là Thủ Đức mang những cái cá tính rất là đặc thù, hay mọi người gọi vui là một vùng nửa chợ nửa quê. Và cái tính cách nửa chợ nửa quê này nó thể hiện qua rất là nhiều phương diện. Đi ở đây thì chúng ta thấy được là những cái khu vườn ăn trái, vườn cây cao su, những cái mái nhà tranh vắt đất, hay là những cái cảnh vật rất là bình dị. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là Thủ Đức sở hữu những nhà máy kỹ nghệ có thể nói là hàng đầu tại thời điểm bấy giờ. Và tôi xin kể ra một vài cái tên, ví dụ như là nhà máy xi măng Hà Tiên, nhà máy nước Đồng Nai, hay là nhà máy nhiệt điện Thủ Đức. Và ngoài ra khi nhắc đến thành phố Thủ Đức thì người ta cũng nhắc đến có thể gọi là một cái khu sân sau của Sài Gòn tại thời điểm bấy giờ, là một cái tụ điểm ăn chơi giải trí của các tài tử gia nhân Sài Gòn thời xưa, trong thời đặc biệt là trong thời kỳ Pháp thuộc. Vì thế thì người ta có một cơ hội là chợ Thủ Đức năm canh thúc đủ. Ngoài ra thì chúng ta còn biết đến Thủ Đức là một cái vùng đất của văn hóa, bởi vì ở đây tồn tại rất nhiều những cái di tích, những chùa chiền, thánh thất, hay là những cái đình miếu cổ kính, và đặc biệt là không thể bỏ qua được những cái giá trị về mặt giáo dục. Thì thành phố Thủ Đức là có đầy đủ tất cả những cái trường từ cấp tiểu học cho đến cấp đại học.
Vậy thì ở cái vùng đất của văn hóa, của lịch sử, của giáo dục như vậy, thì ngày nay Thủ Đức như thế nào? Vâng, ngày nay Thủ Đức đã có một sự trở mình và lột xác vô cùng ngoạn mục với cái tốc độ đô thị hóa rất là nhanh chóng. Có thể nói rằng là Thủ Đức của chúng ta thì là một cái khu vực bao gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, thành phố Thủ Đức của chúng ta, thì luôn luôn có thể nói rằng so sánh với các khu vực khác thì luôn thu hút được cái sự đầu tư, đặc biệt là đầu tư bất động sản nổi bật hơn so với các khu vực khác. Và đây cũng được coi là một cái khu vực rất là trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh và được thành phố đầu tư một cách rất là bài bản, rất là mạnh mẽ về hạ tầng giao thông. Và để có thể thấy rằng là thành phố Thủ Đức nó không đơn thuần chỉ là chúng ta thay đổi đi một cái tên. Bởi vì sao? Bởi vì là với cái đề án mà lập thành phố Thủ Đức đã được phê duyệt thì thành phố Thủ Đức có thể thấy là chúng ta cần tạo ra một cái sự khác biệt. Trong clip vừa rồi thì có nói rất là rõ là thành phố Thủ Đức tạo ra khác biệt để làm gì, để hình thành nên một đô thị năng động, một đầu tàu kinh tế mới, không chỉ riêng của thành phố Hồ Chí Minh mà còn là của cả khu vực. Vì vậy, cái sự thay đổi của Thủ Đức nó phải là một sự thay đổi cả về chất và lượng, chứ không chỉ là đơn thuần là sự thay đổi của một cái tên. Và chúng ta có thể đi qua sơ bộ là chúng ta thấy một số những thông tin cơ bản của thành phố Thủ Đức mà chúng tôi nghĩ là các bạn ở đây đều biết rồi. Thành phố Thủ Đức thì được thành lập trên cơ sở của 3 quận là quận 2, quận 9 và Thủ Đức là trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Và thành phố này, thành phố Thủ Đức có diện tích hơn 211 km2, dân số hơn 1 tỷ. Với cái tên gọi như vậy thì nó mang cái nghĩa gì? Bởi mỗi một dự án khi mà chủ đầu tư đưa đặt ra cái tên gọi thì nó đều có cái ý nghĩa của nó. Vậy King Grand Infinity có ý nghĩa gì? Vâng, King Grand Infinity có nghĩa là đem lại một cái nguồn năng lượng mới, một cái hình ảnh mới cho một thành phố mới. Và cái tiêu chí của chúng tôi muốn là người đi tiên phong, mang đến những cái điều mới mẻ cho một thành phố mới của tương lai. Và điều mới ở đây nó là gì? Nó là tất cả các mặt, về cả từ kiến trúc, về từ concept sản phẩm, về từ những cái tiêu chí bên trong, về mặt kỹ thuật, cũng như là những công năng, những chức năng của tòa nhà, và rất nhiều những tiện ích, rất nhiều những cái điểm mới và những cái điểm khác biệt ở dự án này. Và một lát nữa thôi thì anh Linh sẽ chia sẻ với bạn nhiều hơn và chúng ta sẽ thấy được rằng cái mà tôi nói, điểm mới ở đây nó là cái gì. Và đó chính là những cái key để khi mà các bạn gặp khách hàng thì các bạn có thể chia sẻ với khách hàng của mình và là những cái key để chốt deal nhé. Vâng, và chúng ta đều biết là theo dòng của lịch sử thì có thể nói là thành phố cái tên Thủ Đức này của chúng ta đã tồn tại hơn 150 năm tuổi rồi. Và Thủ Đức thì trước đây là cái vùng đất thuộc huyện Nghệ An, tỉnh Biên Hòa, Đồng Nai. Và sau rất nhiều những cái thay đổi, sau rất nhiều những cái biến thiên của lịch sử thì nơi này đã được cắt ra, sáp nhập và sau đó thì đã được nhập vào tỉnh Gia Định, là một phần của thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Và cái tên Thủ Đức này thì được lấy từ tên hiệu của một người gọi vui là ông Thủ Đức, hay có tên thật tên hiệu là ông Tạ Dương Minh hay là ông Tạ Huy, là người đã có công lao để tạo ra cái chợ Thủ Đức, hay là một công lao rất là lớn đối với cái vùng đất này từ năm 1679 đến năm 1725. Vậy thì các bạn có thể thấy rằng là thành phố Thủ Đức của chúng ta ngày nay đã có một cái giá trị văn hóa, một cái giá trị lịch sử rất là lâu đời và tồn tại hơn 150 năm. Vì thế có thể nói rằng là Thủ Đức ngày xưa của chúng ta như thế nào? Thủ Đức ngày xưa thì bởi vì là có một cái vị trí tiệm cận với Sài Gòn, vì thế cho nên là Thủ Đức mang những cái cá tính rất là đặc thù, hay mọi người gọi vui là một vùng nửa chợ nửa quê. Và cái tính cách nửa chợ nửa quê này nó thể hiện qua rất là nhiều phương diện. Đi ở đây thì chúng ta thấy được là những cái khu vườn ăn trái, vườn cây cao su, những mái nhà tranh vắt đất, hay là những cái cảnh vật rất là bình dị. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là Thủ Đức sở hữu những nhà máy kỹ nghệ có thể nói là hàng đầu tại thời điểm bấy giờ. Và tôi xin kể ra một vài cái tên, ví dụ như là nhà máy xi măng Hà Tiên, nhà máy nước Đồng Nai, hay là nhà máy nhiệt điện Thủ Đức. Và ngoài ra khi nhắc đến thành phố Thủ Đức thì người ta cũng nhắc đến có thể gọi là một cái khu sân sau của Sài Gòn tại thời điểm bấy giờ, là một cái tụ điểm ăn chơi giải trí của các tài tử danh nhân Sài Gòn thời xưa, trong đặc biệt là trong thời kỳ Pháp thuộc.
Vì thế nên người ta có nguyên cơ gọi là chợ Thủ Đức Nam Canh Thúc Đủ. Ngoài ra thì chúng ta còn biết đến Thủ Đức là một cái vùng đất của văn hóa, bởi vì ở đây tồn tại rất nhiều những cái di tích, những chùa chiền, thánh thất hay là những cái đình miếu cổ kính, và đặc biệt là không thể bỏ qua được cái giá trị về mặt giáo dục. Thì thành phố Thủ Đức, là có đầy đủ tất cả những cái trường từ cấp tiểu học cho đến cấp đại học. Vậy thì một cái vùng đất của văn hóa, của lịch sử, của giáo dục như vậy thì ngày nay Thủ Đức như thế nào? Vâng, ngày nay Thủ Đức đã có một sự trở mình và lột xác vô cùng ngoạn mục với cái tốc độ đô thị hóa rất là nhanh chóng. Có thể nói rằng là Thủ Đức của chúng ta thì là một cái khu vực bao gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, thành phố Thủ Đức của chúng ta, thì luôn luôn có thể nói rằng so sánh với các khu vực khác thì luôn thu hút được cái sự đầu tư, đặc biệt là đầu tư bất động sản nổi bật hơn so với các khu vực khác. Và đây cũng được coi là một cái khu vực rất là trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh và được thành phố đầu tư một cách rất là bài bản, rất là mạnh mẽ về hạ tầng giao thông. Và để có thể thấy rằng là thành phố Thủ Đức nó không đơn thuần chỉ là chúng ta thay đổi đi một cái tên. Bởi vì sao? Bởi vì là với cái đề án mà lập thành phố Thủ Đức đã được phê duyệt thì thành phố Thủ Đức có thể thấy là chúng ta cần tạo ra một cái sự khác biệt. Trong clip vừa rồi thì có nói rất là rõ là thành phố Thủ Đức tạo ra khác biệt điểm gì để hình thành nên một đô thị năng động, một đầu tàu kinh tế mới, không chỉ riêng của thành phố Hồ Chí Minh mà còn là của cả khu vực. Vì vậy, cái sự thay đổi của Thủ Đức nó phải là sự thay đổi cả về chất và lượng, chứ không chỉ là đơn thuần là sự thay đổi của một cái tên. Và chúng ta có thể đi qua sơ bộ là chúng ta thấy một số những thông tin cơ bản của thành phố Thủ Đức mà chúng tôi nghĩ là các bạn ở đây đều biết rồi. Thành phố Thủ Đức thì được thành lập trên cơ sở là 3 quận, là quận 2, quận 9 và Thủ Đức là trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Và thành phố này, thành phố Thủ Đức có diện tích hơn 211 km2, dân số hơn 1 triệu người, chiếm khoảng 10% diện tích và 10% dân số của thành phố Hồ Chí Minh. Và có thể thấy rằng với cái vị trí trung tâm của thành phố sáng tạo khu đông Sài Gòn thì Thủ Đức đứng trước rất nhiều những cơ hội và có rất nhiều tiềm năng để thay đổi được diện mạo của thành phố Hồ Chí Minh nói chung và của khu vực. Vậy thì chúng ta sẽ đi qua một số những cái phân, đi qua 6 phân vùng khu chức năng của thành phố Thủ Đức. Thì có thể thấy khu đầu tiên là khu Trường Thọ, là trái tim của thành phố Thủ Đức, và nơi đây được định hình sẽ là một cái đô thị tương lai với những cái ý tưởng rất là độc đáo và mang tính cách mạng rất là nhiều về mặt công nghệ. Thứ hai là khu công nghệ cao định hướng thành cái trung tâm sản xuất tự động hóa, là ngôi nhà của nền công nghiệp thế kỷ 21. Tôi nghĩ là cái phần này ạ, cái slide này các bạn không cần phải chụp đâu, bởi vì là sau đó thì chúng tôi sẽ gửi lên cho Benera và Benera sẽ gửi cho tất cả các bạn, thì cái hình ảnh nó được sẽ được sắc nét và nó sẽ chuẩn hơn, nên là các bạn không cần phải chụp hình đâu. Thứ ba là đến khu Đại học Quốc gia, có thể nói là một cái quần thể, một cái nôi của giáo dục và đào tạo trong một cái trung tâm khởi nghiệp sáng tạo. Thứ tư là khu tài chính Thủ Thiêm, là sẽ trở thành tầm nhìn và trở thành một cái trung tâm công nghệ tài chính cho toàn bộ khu vực. Khu Rạch Chiếc là trung tâm về thể thao và sức khỏe của Đông Nam Á. Và khu Tam Đa là trung tâm công nghệ sinh thái và khu đô thị có cái khả năng chống chịu cao. Vậy thì sau đây tôi xin điểm qua một vài những cái thông tin về thị trường khu đông của thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể thấy rằng là các bạn là những cái người mà rất là sát thị trường, rất là sát với khách hàng, đúng không ạ? Thì các bạn thấy rằng là từ quý 1 của năm 2021 thì thị trường Hồ Chí Minh có thể thấy là đang được dẫn dắt bởi những cái phân khúc hạng sang và hạng cao cấp, đúng không ạ? So với cái phân khúc trung bình, phân khúc trung cấp thì chiếm 41%, trong đó thì phân khúc hạng sang đứng thứ hai là chiếm 39%, và cái phân khúc cao cấp thì chiếm 20%. Về vị trí thì có thể nói rằng là những cái sản phẩm, những cái dự án của khu đông thì vẫn chiếm ưu thế về nguồn cung lên đến 47%, khu nam thì chiếm 36%,
khu Tây 4% và khu trung tâm của chúng ta thì có khoảng 3%. Vâng, và từ lúc đến giờ thì chúng ta luôn luôn nói đến thành phố Thủ Đức của chúng ta là một thành phố của nhiều năm tuổi, là một thành phố có những giá trị về mặt văn hóa, giá trị về mặt lịch sử, giá trị về mặt giáo dục. Tuy nhiên, có thể nói rằng là tất cả những điều đó nó vẫn có một cái mác bình dân gắn liền trong cái tâm trí của nhiều người về thành phố Thủ Đức, và thực sự là nó vẫn có thể nói là tầm vóc của khu vực này vẫn còn chưa được khẳng định. Vậy thì với cái tầm vóc đó, với cái tiềm năng đó, với những cái giá trị tương lai đó thì Thủ Đức của chúng ta đang thiếu điều gì ạ? Vâng, và Thủ Đức của chúng ta có thể nói là chúng ta đang thiếu đi một biểu tượng. Nếu như ở quận 1 chúng ta có Vitexco, nếu như ở quận Thạnh chúng ta có Landmark 81 là tòa nhà cao nhất, là một tòa nhà hiện đại. Vậy thì ở Thủ Đức chúng ta đang thiếu đi một biểu tượng có thể nói là xứng tầm với vị thế, xứng tầm với những cái giá trị và tương lai, xứng tầm với tất cả những cái tiềm năng và tất cả những cái điều mà như tôi vừa phân tích với các bạn. Vậy thì có thể nói rằng là với cái tầm nhìn và những cái mong muốn là mang những cái giá trị, mang những cái điều tiên phong, xây dựng nên những cái công trình mang tính chất biểu tượng, không đơn thuần chỉ là các sản phẩm bất động sản, không đơn thuần chỉ là những dự án hay những căn hộ, mà hơn hết chúng tôi muốn xây dựng nên những biểu tượng, chúng tôi muốn là người đi tiên phong, chúng tôi muốn là người xây dựng nên những dấu ấn, xây dựng nên những giá trị và xây dựng nên những cái biểu tượng độc tôn. Vì thế sự xuất hiện của King Grand Infinity, đó chính là sự xuất hiện của King Grand Infinity. Và ở đây thì có một câu là tái định nghĩa chuẩn sống sang, dẫn đầu xu thế. Vậy thì thế nào là tái định nghĩa chuẩn sống sang, dẫn đầu xu thế? Như tôi vừa nói với các bạn là với mục tiêu là để xây dựng nên một cái công trình biểu tượng tại thành phố Thủ Đức, thì King Grand Infinity hứa hẹn là sẽ góp phần thay đổi cái diện mạo, thay đổi đi cái vị thế của Thủ Đức, để tái định nghĩa một cái chuẩn mực sống mới, cũng như là tái định nghĩa về cái vị thế, về cái thị hiếu đầu tư hay là thị hiếu của những khách hàng muốn an cư, muốn lạc nghiệp ở tại đây. Thì có thể nói rằng là định nghĩa chuẩn sống sang mới nó là như thế nào? Định nghĩa chuẩn sống sang mới là như thế nào? Thì đối với cá nhân tôi, định nghĩa chuẩn sống sang mới đó là một cái nơi để cho chúng ta có thể nói là một cái nơi để gọi là thăng hoa về mặt cảm xúc. Nó không chỉ đơn thuần là cái căn hộ như những cái dự án khác, mà ở tại đó nó là nơi để cảm xúc được thăng hoa, được nâng niu. Những cái người dân khi mà an cư ở đây thì có thể nói rằng là cái sức khỏe được bảo vệ trong cái không gian được gọi là được đầu tư một cách rất là bài bản, rất là chuyên nghiệp, rất là chuẩn chỉnh bằng tất cả những cái tâm huyết của chủ tư. Và tôi sẽ xin phải nhấn mạnh lại là cái sản phẩm này thực sự nó là tâm huyết, nó là đứa con tinh thần mà chúng tôi đã đặt rất là nhiều những tâm tư vào đây để muốn mang những cái giá trị, những cái điều tốt đẹp nhất cho khách hàng của mình. Vì vậy khi mà các bạn là những chiến binh, các bạn là những chuyên viên kinh doanh chia sẻ, chuyên viên tư vấn, tôi muốn nói các bạn là chuyên viên tư vấn chia sẻ cái sản phẩm cho khách hàng, thì hơn hết chúng ta tôi mong muốn rằng là không chỉ đơn giản các bạn chia sẻ những thông tin về dự án, mà các bạn thực sự là phải hiểu, phải tìm tòi, và các bạn đặt cái tâm của mình vào đó. Các bạn thật sự yêu sản phẩm, khi các bạn yêu sản phẩm, khi các bạn tin tưởng vào sản phẩm, tin tưởng vào chủ tư và những giá trị mà chúng tôi muốn mang lại cho khách hàng, thì thực sự tôi nghĩ là lúc đó các bạn mới thực sự có thể bán hàng được thành công. Và các bạn giống như tôi vậy, tôi luôn luôn cảm thấy rất là tự hào về cái sản phẩm của chúng tôi làm, và tôi cũng mong muốn là tôi truyền tải tới cái tình yêu, tôi truyền tải sự tự hào đấy đối với các bạn, đến với các bạn, và các bạn là những người sẽ chia sẻ tất cả những điều đấy với khách hàng, để khách hàng người ta hiểu, người ta tin tưởng, cũng như là người ta thấy được những giá trị mà chủ tư muốn mang lại, đúng không ạ? Các bạn có đồng ý không ạ? Đồng ý. Vâng, vậy thì King Grand Infinity có thể nói là nó là một cái luồng gió mới cho cái phân khúc bất động sản cao cấp tại khu vực Thủ Đức nói riêng, hay như là thành phố Hồ Chí Minh nói chung, và cũng như là thiết lập lại cái gọi là cái chuẩn mực căn hộ cao cấp, và mang tới cho những khách hàng thượng lưu
một cái sự lựa chọn, có thể nó là một cái sự lựa chọn an cư và hoàn hảo với những giá trị tốt nhất. Và cái dẫn đầu xu thế, tại sao ở đây mà chúng tôi lại nói là dẫn đầu xu thế, bởi vì tôi chia sẻ với các bạn là cái dự án này của chúng ta sẽ có rất nhiều những cái điểm nhấn, rất nhiều những cái mà chúng tôi gọi là cái đầu tiên. Thì cái điểm nhấn và những cái dẫn đầu xu thế đó, một chút nữa thôi thì anh sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn về cái phần tiện ích, để các bạn thấy được là ở dự án này của chúng ta có những điểm nhấn gì và những cái gì là những cái đầu tiên. Như tôi lấy ví dụ thôi, ví dụ như là về mặt kiến trúc thì có thể chúng tôi về mặt kiến trúc thì có thể nói là cái lấy cảm hứng từ cái thiết kế kiến trúc giải tỏa gọi là Queen of the Curve của Zaha Hadid. Thì cái thiết kế kiến trúc của tôi nó cũng là vượt lên trên những cái khuôn mẫu của những cái thiết kế thông thường. Cái thứ hai là có thể nói rằng là cái phố đi bộ trong nhà cũng là một cái điểm nhấn của dự án này. Một chút nữa các bạn có thể thấy ở trong cái hình ảnh về cái phố đi bộ trong nhà của chúng tôi, là chúng tôi đã kết hợp giữa cây xanh, giữa hồ cảnh quan, giữa thác nước và có một cái vườn treo trên không. Có thể nói là một cái thiết kế nó rất là độc đáo và nó rất là mới lạ hơn so với các dự án khác trên thị trường. Và cái thứ hai mà tôi muốn nói là đến là cái gọi là BMU mà các bạn có nhìn thấy trong cái clip vừa rồi của chúng ta. BMU là gì? Tiếng Anh nó có nghĩa là Building Maintenance Unit, tức là nó là một cái thiết bị để bảo trì những cái tòa nhà cao cấp. Thì có thể nói rằng là cái dự án này của chúng tôi đầu tư đến hai cái bên một. Nó làm gì? Nó để giúp cho cái mặt ngoài của tòa nhà nó luôn sáng bóng và nó làm gia tăng thêm cái tuổi thọ của cái tòa nhà này, đảm bảo cái chất lượng của công trình. Và cái thứ ba mà tôi muốn nói cũng là một cái điểm nổi bật, đó là tại cái dự án này của chúng ta thì cái tầng hầm của dự án có cái tiêu chuẩn thoát hiểm và phòng cháy chữa cháy thì có thể nói là cao gấp 1,5 lần tiêu chuẩn của những cái tòa nhà hiện đại khác, giúp cho cái cự ly về mặt thoát hiểm ngắn hơn cũng như là mang lại một cái sự an toàn nhiều hơn cho những cái dân cư và cư dân, những cái khách hàng ở đây. Vâng, vậy thì ở slide này là chúng tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa với các bạn về cái tầm nhìn kiến tạo vượt trên mọi giới hạn, là tâm huyết lớn lao dành cho một thành phố của tương lai là phát triển ở BCG Land. Vậy thì có thể nói rằng là tôi vẫn nhấn mạnh từ lúc nãy giờ tôi chia sẻ với các bạn rất là nhiều là BCG Land của chúng tôi luôn luôn là định hướng để phát triển nên những cái công trình mang dấu ấn vượt trên những cái ranh giới thông thường, vượt trên và tái định nghĩa lại cái chuẩn mực sống, xây dựng nên những cái biểu tượng và có thể nói là muốn thay đổi cái diện mạo của khu vực. Vậy thì đối với tất cả những cái tâm huyết đó, đối với tất cả những cái sự nhiệt huyết đó và cái tầm nhìn đó thì chúng tôi mong muốn rằng là các bạn sẽ truyền tải và các bạn sẽ thẩm thấu và hiểu tất cả những cái thông điệp của chúng tôi để truyền tải tới khách hàng. Vâng, và sự xuất hiện của kinh doanh Infinity đã khẳng định một thị phi thế mới của thành phố Thủ Đức. Biểu tượng độc tôn kết nối hoàn mỹ thì có thể nói đây là một cái slogan, một cái câu mà tôi rất là thích. Vì sao? Bởi vì thứ nhất là nói đến cái câu chuyện biểu tượng độc tôn thì có thể nói là với cái quy mô khoảng gần 1,3 hecta với hai tòa, hai block cao 30 tầng với cái tên là Apollo và Artemis, thì như chúng tôi đã nói, chúng tôi kỳ vọng và chúng tôi muốn kiến tạo nên, chúng tôi muốn xây dựng nên một cái công trình biểu tượng độc tôn của thành phố Thủ Đức và có thể nói là hứa hẹn góp phần thay đổi cái diện mạo của thành phố Thủ Đức và đưa khu vực này trở thành một cái trung tâm, một cái tâm điểm mới của thị trường bất động sản. Thì đó là cái đầu tiên mà chúng tôi muốn nói về biểu tượng độc tôn. Và cái thứ hai là kết nối về mặt hoàn mỹ thì có thể là nói là nằm ở một cái vị trí vô cùng đẹp, một cái tọa độ kim cương ngay cái trục đường sương sống, trục đường huyết mạch của Văn Ngân, với sở hữu một cái hệ thống diện tích từ ngoại khu đẳng cấp như là nội khu, ví dụ như là trung tâm tài chính Thủ Thiêm hay là hệ thống đại học quốc gia v.v. và khu công nghệ cao, thì có thể nói rằng là cái dự án này bản thân nói về cái vị trí của nó là quá đẹp ạ. Có thể nói là đối với sản phẩm bất động sản, các bạn vẫn biết rồi cái điều gì tiên quyết của sản phẩm bất động sản theo các bạn.
vị trí đúng không ạ? Vị trí và vị trí đó là cái điểm đầu tiên, là cái yếu tố đầu tiên rất là quan trọng của cái sản phẩm của dự án bất động sản. Vậy thì ở đây chúng tôi vừa có những cái điểm nhấn để tạo ra sự độc tôn của sản phẩm, chúng tôi vừa có kết nối về mặt ngoại khu và những cái hệ thống tiện ích nội khu vô cùng hoàn mỹ. Và có thể nói là tại dự án này thì cũng có thể nói với các bạn một điều nữa là kết nối hoàn mỹ nó sẽ không chỉ là về mặt vị trí mà nó còn là một cái kết nối của rất nhiều những giá trị, kết nối về mặt lịch sử, kết nối về mặt văn hóa, kết nối về mặt cộng đồng, và vừa giữ những giá trị của lịch sử, những giá trị của văn hóa, mà đâu đó chúng tôi có những cái giá trị của cái cuộc sống hiện đại văn minh ở trong cái dự án này, để có thể nói là giúp cho tất cả các hoạt động của trung tâm thành phố Thủ Đức cũng như là những cái khu vực lân cận dự án một cái cuộc sống nó phồn vinh hơn và náo nhiệt hơn. Vâng, và slide này thì một lần nữa nhấn mạnh về cái biểu tượng độc tôn kết nối hoàn mỹ, thì có thể nói rằng đó là một cái biểu tượng xứng thẩm tầm vị thế và sở hữu một cái tọa độ vàng ngay trung lực của Văn Ngân, thì đó là một sự kết nối hoàn mỹ của những giá trị về mặt quy hoạch hiện đại, chất lượng sống chuẩn mực để hình thành nên một cái cộng đồng hạt nhân ưu tú. Vâng, và đây là vị trí của dự án. Tôi vừa nhắc đến với các bạn là dự án này của chúng ta sở hữu tọa độ kim cương và dễ dàng di chuyển đến các trọng điểm, trong đó thì 10 phút đến quận 2, 15 phút đến trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, 10 phút đến làng đại học, tiếp giáp kế cận với các trường học và có 3 mặt hướng sông, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái vị trí của dự án này là vô cùng đắc địa. Vậy thì ở đây với dự án này của chúng ta tập trung rất nhiều những điểm mạnh, tập trung rất nhiều yếu tố từ sự hiện đại, từ cái cuộc sống hiện đại, từ niềm kiêu hãnh, và ở đây sẽ là những cái khách hàng, những cái chủ nhân vô cùng là thông thái, thành đạt, và với một cái tầm nhìn quốc tế và rộng hơn nữa thì có thể nói rằng là ở cái dự án này là sự kết nối và sự tổng hòa của rất nhiều những giá trị của sự kết nối về mặt dân sinh. Đây là một hình ảnh tầng gánh nặng ở tầng thứ 13. Ở dự án này của chúng ta sẽ là sự tổng hòa của... Vâng, và đây là một cái hình ảnh có thể nói là một cái view rất là đẹp. Các bạn có thể cảm nhận được ngay trong chính căn hộ, khách hàng ngay trong chính căn hộ của mình. Vào đêm giao thừa chúng ta có thể nhìn thấy view lên mát, chúng ta có thể nhìn thấy giao thừa, chúng ta có thể nhìn thấy pháo hoa khi ngồi cà phê ở cái tại tầng của chúng ta, thì thực sự có thể nói rằng đây là một cái view triệu đô ạ. Đây là hình ảnh cái phát sát của cái tòa tháp đôi biểu tượng tôi nói, là chúng ta sẽ có 5 tầng, khối đế 5 tầng và 25 tầng. Cái hình ảnh này chúng tôi sẽ gửi về cho ERA để các bạn hoàn toàn có thể có những cái hình ảnh, có những cái tài liệu cũng như là những cái materials, tức là những cái chất liệu marketing để các bạn có thể đăng tải trên các cái phương tiện truyền thông, cũng như các bạn có thể gửi cho khách hàng để khách hàng có những cái hình dung, cũng như là khách hàng biết thêm được về cái sản phẩm mà khách hàng sẽ sở hữu. Và thiết kế thì có thể nói là chúng ta có hai tòa như tôi vừa nói, cao 30 tầng, đó là tòa Apollo và tòa Artemis. Apollo thì có thể tòa Apollo Tower thì là một cái sự chuẩn mực, một sự mạnh mẽ, một cái sự quyết liệt đầy sáng tạo, trong khi đó thì tòa Artemis là một cái sự thanh thoát, cái sự nhẹ nhàng, cái sự tinh tế. Thì có thể thấy rằng là ở cái dự án này chủ tư đã kiến tạo nên rất nhiều những cái giá trị môn màu cho cái sản phẩm và cho cái thiết kế. Và có thể là chúng tôi đã đầu tư một cách vô cùng bài bản, vô cùng chuyên nghiệp với rất nhiều những cái đơn vị tư vấn nước ngoài, thì một lát nữa anh Linh anh chia sẻ với các bạn nhiều hơn.
Vâng, và vừa rồi thì là một vài những cái thông tin để thấy được cái tầm nhìn của chủ tư, để thấy được cái tâm huyết cũng như là những gì mà chủ tư chúng tôi muốn mang lại, chúng tôi muốn cắm gửi cả cái sản phẩm vào cái dự án này. Và để đi sâu thêm những cái thông tin về tổng quan, về dự án, về tiện ích, về công năng của dự án, về cơ cấu của dự án, và đặc biệt là để chia sẻ với các bạn vì sao các bạn nên bán sản phẩm này và vì sao khách hàng nên sở hữu cái căn hộ cao cấp của bạn đây, hay là cái khác là cái unique selling point, tức là những cái key của dự án này là gì, là như thế nào. Thì bây giờ tôi sẽ xin mời anh Linh sẽ chia sẻ một tiếp theo. Trang thì từ đầu buổi đến giờ thì các bạn cũng đã nghe chị Trang cũng chia sẻ một số thông tin về tổng quan thị trường cũng như về tổng quan về dự án Clarity và cái vị trí kim cương của dự án. Thì tiếp theo thì Linh đại diện bên chủ đầu tư sẽ đi chuyên sâu hơn về cấu trúc sản phẩm của dự án Trung tâm VT. Thì như các anh chị đã biết là dự án, tên dự án là Trung tâm VT và tọa lạc tại vị trí tọa lạc tại 218 đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, Thủ Đức. Với tổng diện tích của khu đất là 12.652 m², bao gồm là 2 block 30 tầng và cơ cấu sản phẩm là 724 căn hộ thương mại dịch vụ. Dự kiến bàn giao là ngày 24 căn hộ thương mại và thời gian dự kiến bàn giao là năm 2023. Tiếp theo là một số thông tin về chủ đầu tư cũng như là các đơn vị tổng thầu cũng như là các đơn vị thiết kế. Thì tổng thể là các tầng công năng của toàn bộ khối căn hộ bao gồm là bãi đổ xe nằm tại tầng hầm B3, B4, B5. Khu vực là thương mại dịch vụ shop nằm ở tầng hầm B1, B2 và tầng 1, tầng lửng. Khu vực lobby nằm ở tầng 1. Khu vực văn phòng nằm ở tầng 2, tầng 3. Tầng tiện ích nằm ở tầng 4. Và tầng cứu hộ nằm ở tầng 13. Khu vực căn hộ được phân bổ tại tầng 5, tầng 12 và tầng 14, tầng 13, tầng 30. Tiếp theo là thông tin về một số thông tin về chủ đầu tư và các quy định kết. Chủ đầu tư là công ty cổ phần dịch vụ thương mại Gia Trang. Với dự án là chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Gia Khang. Đơn vị phát triển dự án là công ty cổ phần đầu tư là PC Land, là thành viên của tập đoàn Bamboo Capital. Đơn vị thiết kế kiến trúc là The Fine Partner. Đơn vị thiết kế cảnh quan là LED và đơn vị thiết kế mặt dựng và đơn vị tư vấn chiếu sáng là Xavier Design Maison. Và đơn vị xây dựng là liên doanh tổng thầu Chakodi và CC One. Thì cái đầu là các bạn cũng đã nghe nói nhiều về vị trí tọa lạc của dự án cũng như là tổng thể thị trường, và để mà xứng tầm với quy mô cũng như một lời cam kết từ chủ đầu tư, thì các bạn cũng đã thấy là mình cũng đã chia sẻ một số thông tin về các đơn vị thiết kế tổng thầu cũng như đơn vị thi công là những đơn vị đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường thông qua một số cái công trình cao cấp trên thị trường. Thì các bạn cũng đã biết rồi, thì đó là bên ngoài. Thì bên trong của kinh doanh bao gồm những gì, có những gì đặc biệt để mà khách hàng có thể quyết định đầu tư và tự hào và sở hữu. Đầu tiên phải nói đến là toàn bộ dự án sử dụng công nghệ tạo hình parametric, đem lại là thiết kế mềm mại và đầy tính kỹ thuật cho toàn bộ khối công trình. Tiếp theo là công nghệ
anamorphic inclusion. Thì với cái công nghệ này là một trải nghiệm là 5D, thì công nghệ này đã được ứng dụng rất là nhiều trên thế giới, đặc biệt là tại Hàn Quốc và Singapore. Thì đây là cũng là lần đầu tiên công nghệ này được áp dụng tại Việt Nam và tại chỉ có tại Anh Kim Ra Infinity. Sau đây là một số hình ảnh mô phỏng về công nghệ này. Các bạn vừa được trải nghiệm xem qua đó là cái hình ảnh thực tế của công nghệ 5D được triển khai tại Hàn Quốc và Singapore và khu kinh tế Hồng Kông. Tiếp theo nữa là tại công trình áp dụng là lần đầu tiên áp dụng là chất liệu hoàn thiện GFLC. Đây là một công nghệ hiện đại từ cốt sợi bê tông cốt sợi thủy tinh. Mục đích của ưu thế của công nghệ này đem lại là sẽ làm cho toàn bộ tòa nhà là tránh hiệu ứng nhà kính và đảm bảo là nhiệt độ được lưu thông một cách khoa học. Thì cái công nghệ này đã được triển khai tại thị trường Việt Nam, đơn cử là tại Hà Nội là một số cái, ví dụ như là Vinhome Hà Nội và tòa nhà từ tổng công ty Kisilen. Đây là một số hình ảnh tổng quan về 4 tầng thương mại của toàn bộ khối. Tiếp theo là một số là tiện ích nổi trội có tại Kinh Ram Infinity. Đầu tiên phải nói đến là phố đi bộ trong nhà đầu tiên tại Việt Nam. Thì đây là một cái định nghĩa là cũng không phải mới mẻ, nhưng đặc biệt là phố đi bộ tại Kinh Ram Infinity là trải dài 6 tầng thương mại, từ tầng B1, B2 cho đến tầng 4, đảm bảo là không gian được xuyên suốt, và khách hàng khi trải nghiệm tại đây là sẽ không cảm thấy là bị giới hạn về không gian và thời gian. Tiếp theo là một số hình ảnh mô phỏng là khi khách hàng cũng như cư dân sinh sống và trải nghiệm tại khu thương mại. Thì gần như là cái phần tiện ích này là đáp ứng đầy đủ các yêu cầu vui chơi giải trí cơ bản nhất của cư dân, bao gồm là nhà hàng, cà phê, trung tâm tập gym và đặc biệt là khu vực đó là hồ bơi, đã phân ra làm hai phần rất rõ ràng là hồ bơi trẻ em và hồ bơi người lớn. Thì trong cái diện tích hồ bơi người lớn thì có cái phần là hồ bơi jacuzzi. Đây là một sự tích hợp mang yếu tố hiện đại và tiện lợi cho cư dân khi sinh sống tại Kinh Ram Infinity. Tiếp theo là tầng cứu nạn quốc tế nằm ở tại tầng số 13. Thì với cấu trúc đơn giản phù hợp, tiện lợi, an toàn, thì ở đây thì có những cái không gian rất là thoải mái để cho cư dân có thể tổ chức những cái buổi tiệc BBQ cuối tuần, những cái sinh hoạt mang tính chất gia đình thoải mái và giảm những căng thẳng sau một tuần làm việc. Và đặc biệt tại tầng 13 là bao quanh là bốn hướng của thành phố, là không giới hạn về tầm nhìn. Tiếp theo là đường chạy bộ công viên nội khu. Thường là một số dự án là rất hiếm khi mà có cái phần mà diện tích về công viên gần như là giờ đặc như tại Kinh Ram Infinity. Thường đó là diện tích công viên được tích hợp là bên trong khuôn viên của khu căn hộ hoặc là chỉ là một phần nhỏ, nhưng tại Kinh Ram Infinity thì cái phần khu vực khuôn viên là được phân bổ là từ bên trong đến bên ngoài của dự án, và tiêu biểu là có tên là đường chạy bộ công viên nội khu bao xung quanh dự án. Thì khu vực này là nó khoảng là trên dưới 2.000 mét vuông. Là đây là một số cái hình ảnh mô phỏng về cái công viên cơ quan dự án. Thì người ta có thể thấy rằng là khi mà các cư dân sinh sống tại đây đều trải nghiệm một không gian xanh sạch và không kém phần hiện đại.
Tiếp theo là công nghệ trình diễn ánh sáng Tomaso Display. Thì đối với công nghệ này thì là một số bạn mà đi thường đi xem phim, mà một số cái hệ thống mà cinema mà cao cấp á, các bạn sẽ thấy rằng cái đường beat đi vào á, là ánh sáng nó sẽ là luân chuyển theo cái chuyển động cơ thể của đối tượng, là của khách hàng cũng như là tổng bộ. Thì tại Kingdominity thì kỳ đã áp dụng là công nghệ trình diễn ánh sáng cũng theo công nghệ đó, nghĩa là ánh sáng này đi theo từng bước chân cũng như cử động của khách trong bữa ăn để tạo ra được cảm giác thoải mái và không nhàm chán. Và đối với công nghệ trình diễn ánh sáng thì không những thể hiện tại bên trong dự án mà còn thể hiện bên ngoài dự án, từ xuyên suốt từ tầng 5 đến tầng 50 của thành phố Đông Hồ. Đây là một số về cái việc cấu trúc vị trí kỹ thuật các tầng tiện ích cũng như là khối thương mại. Thì đây là một trong những cái nét đặc biệt khác biệt so với các dự án khác tại Kingdominity, là tầng tiện ích sẽ có hai khu vực ở tầng khối đế và tầng 4, khu thương mại và khu vực ở tầng 13, đảm bảo là có sự kết nối giữa các cư dân khi sinh sống tại Kingdominity, là coi như là khách hàng sở hữu căn hộ bất cứ tầng nào cũng đều có được cái tầng tiện ích, được sử dụng tầng ích và không phải mất thời gian di chuyển nhiều. Đây là một số cái hình ảnh khi mà trình chiếu ánh sáng ngoài trời trong những sự kiện lớn. Thì cái công nghệ này cũng như công nghệ đây là lớn cấp 81, nhưng có một cái gần như là khác biệt, chính là khi mà cư dân sở hữu căn hộ thì không bị ảnh hưởng bởi công nghệ này, vì công nghệ này nó chỉ có hiệu ứng là bên ngoài. Và tiếp theo đó là công nghệ smartphone để hỗ trợ khách hàng về mặt về tiện lợi cũng như là bảo mật an toàn cao. Thường đó là khách hàng thường đó là theo cái cuộc sống hiện đại đó, là cũng hay quên chìa khóa. Thì với công nghệ này thì khách hàng sẽ không còn lo lắng đến chuyện mà bảo mật tài sản khi mà đi ra ngoài. Tiếp theo là một số hình ảnh thiết kế có cảnh về các một số căn hộ tiêu chuẩn. Đây là một số hình ảnh là tiêu biểu về phòng khách, phòng ngủ, ban công, phòng bếp. Và đây xuất hiện là định nghĩa là căn hộ đua cây. Thì tôi xin phép mà hỏi các anh chị là đây là có bạn nào mà có cái một số cái thấy quen thuộc về cái định nghĩa mà về cái căn hộ đua cây không? Vì đây là một cái nói chung là mới trong sản phẩm là không mới, nhưng tại Kingdominity là có một cái là khác biệt. Căn hộ có hai chìa khóa như thế nào? Đó là cái thông số kỹ thuật cơ bản về cái kỹ thuật là căn hộ đua cây. Hiện tại Kingdominity cũng đã áp dụng là công nghệ là căn hộ đua cây là hai chìa khóa độc lập để hỗ trợ khách hàng, đó là khách hàng vừa sở hữu vừa có thể kinh doanh được tại căn hộ của mình. Ở đây thì mình có là cái mặt bằng căn điển hình, là ví dụ như căn hơi phòng ngủ thì các bạn sẽ thấy là đây là lối đi vào. Thì là khi mà khách hàng sở hữu căn này thì có thể là sẽ là cho thuê phần bên đây hoặc là phần bên đây, và hai phần này độc lập với nhau, và đây là cái tiêu chuẩn đi vào. Thì đối với là một số cái phòng là phân khu độc lập như vậy thì đều bảo đảm yếu tố là có một phòng ngủ và có hệ thống vệ sinh đi kèm. Và bên khu này thì có luôn cái phòng bếp, và hai khu này sẽ tách biệt với nhau. Thì khi mà chủ dân sử dụng căn hộ này sẽ là rất là nhiều cũng như là kinh doanh cho thuê, và nó không ảnh hưởng đến đây là cái hướng đi vào, đây là không cần cửa kính.
quá khác thuận lợi. Nghĩa là từ ngoài đi vào sau đó có những hai cửa hộ hay là tức là từ ngoài đi vào bên đây là không biết cửa, và bên đây đó là bên đây có một cái cửa bên đây phòng khách. Nghĩa là ở đây đó là có hai cái chìa khóa, bên đây là một, bên đây là một, là hai, đây là lối đi vào luôn. Em nói này đúng đó, chính xác, có nghĩa là cái đây là cái cửa chính, mình sẽ có một cái cửa là cho cái người thuê hay là người ở mua ở đây, thì sau này anh làm cái cửa nên khách hàng muốn làm cái này, đây là cái gì, cái không gian mình thiết kế để ở cho khách hàng ở. Còn nếu mà khách hàng muốn cho thuê hay là cửa nữa thì vô là có hai đường lùi bên trái và bên phải, nó là riêng biệt với nhau. Tiếp theo là về cái định vị sản phẩm, đó chính là lý do tại sao mà kinh doanh khi là định vị sản phẩm đó là dành cho khách hàng mua sở hữu và mua đầu tư đều được. Tiếp theo là một số hình ảnh về mặt bằng tầng của tầng 5 đến tầng 10. Rồi và tiếp theo là mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ và 1 phòng ngủ. Và từ nãy đến giờ Linh đã chia sẻ là một số về cái công năng cũng như một số khu vực tiện ích và mặt bằng của từng căn hộ chính hình, thì các bạn có một số cái câu hỏi nào không ạ? Thì ở cái phòng một cái phòng tách riêng nhỏ thì em không biết là bếp mình sẽ đặt được ở đâu. Mình
thường đó là trả lời hay là thường là căn hộ thiết kế mình bằng nhau mặc định dịch như vậy rồi, nghĩa là mình sẽ không thay đổi được, như mình thêm bếp hay là thêm đường nước rất là khó, tại vì nó liên quan tới là kỹ thuật của tòa nhà đó, thì là đa số luôn là đường ống mình đã đi rồi thì mình không có sửa được. Còn nếu mà khách hàng mà họ có những cái giống như là cái sử dụng dịch vụ mà riêng mà gần đó, thì cái đó là khi mà bàn giao nhà thì họ sẽ tự thiết kế lại, ví dụ như là họ muốn làm một cái rửa tay ngoài đó, thì nó là không đi được ống thì nó nổi thì nó không thử cái dự án. Nhưng mà về cái tổng thể là bên chủ đầu tư đã xin giấy phép mình đã duyệt rồi, thì khi mà mình bàn giao nhà mình nghiệm thu là ở bên chỗ sở là họ sẽ căn cứ theo cái này mà họ bàn giao mình. Còn nếu mà mình thay đổi kết cấu lại thì họ sẽ không có cái chứng nhận hay là họ không có cái nghiệm thu mà còn mình được, tại vì là mình đã đi theo cái đường đi theo cái những cái thực gì rồi mà mình thay đổi thì không có được đó. Ví dụ như là trong cái quá trình mà xây dựng á, các bạn thấy cái bếp đây phải không, rồi cái bồn rửa bên đây, bếp bên đây thì mình có thể di chuyển được tại vì nó gần đó, thì trong quá trình đó thì mình tại vì thường là bếp mà bếp thì có nhiều người đã muốn là phong thủy hướng tây, có người hướng đông đó, thì cái đó thì mình có thể là điều chỉnh được nhỏ trong phần đó. Tiếp theo là phần về thôi bây giờ là mình nói tiếp cái phần để thanh toán ha. Thì mình biết luôn là ở đây luôn rất nhiều bạn luôn là mình tại dự án này là mình đã triển khai mình bán một đợt rồi, thì đa số là sẽ có nhiều bạn là biết được là cái thông tin về dự án, nhưng mà trong cái đợt bán này thì nó có gì thay đổi, đã có gì mới không, thì đây là một cái điểm nhấn để chi để cho mình là có tâm huyết mình bán hàng và mình chốt deal. Tại vì bán hàng là ví dụ như một cái vị trí đẹp, kết cấu sản phẩm tốt, nhưng mà đi đôi với là phải gì là lịch thanh toán nó phải là tốt và cái chính sách cho sale phải tốt thì các bạn mới bán được. Đó là trong một cái kỳ đơn hàng thì mình sơ lược qua nãy giờ bạn giữa bạn Trang và Linh có chia sẻ về dự án, thì bản thân mình làm dự án thì mình cũng thấy được là cái dự án mình nó có những điểm rất là mạnh. Và tại sao là chủ đầu tư tự tin để mà phát triển dự án tại khu vực này, thì theo mình biết luôn là khu vực này luôn là căn hộ tầm 40-50 là rất là nhiều, mà tại sao chủ đầu tư không phải mình làm cái giá mà 40-50 mình bán mà mình làm cái giá mà 100 triệu mình bán. Các bạn thấy là nó có khác biệt đúng không? Có nghĩa là đúng như vậy, có nghĩa là nếu mà chủ đầu tư bên mình mà mình phát triển cái giá mà 40-50 triệu thì chẳng khác nào mình phải cạnh tranh với xung quanh. Vì sao? Tại vì cái sản phẩm mình nó giống nhau, nó sàn sàn nhau thì nó không có gì nổi trội. Và nếu mà nó không có gì nổi trội thì không đặc biệt á, thì mình sẽ không có tìm được cái đối tượng khách hàng nó khác biệt. Tại vì các bạn biết hay là thành phố Thủ Đức và khu đông mình là đã phát triển rất là mạnh, rất là nhanh. Và cái những người cư dân đang họ rất là giàu có. Các bạn biết là cái đất khu đông trong cái thập niên như gọi là tăng rất là nhanh, có thể tăng gấp 10 lần, gấp 5 lần. Thì cái tổng tài sản của người dân là họ tăng rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì là cái vùng đất là Thủ Đức là cái vùng đất là cái khu vực là cái khu chỉnh trang đô thị là nó chưa có, thì cái số lượng mà một người dân mà ta sở hữu đến 1.000, 2.000 hay là 1 hectare, 2 hectare rất là nhiều. Thì bây giờ với cái việc mà chỉnh trang đô thị và thành lập thành phố Đức thì cái giá trị bất động sản họ tăng rất là mạnh, rất là nhiều. Và những cái người giàu đó, những người có tiền đó là gì, là họ luôn luôn ở trong cái khu vực thành phố họ Thủ Đức. Tại vì sao? Tại vì họ sống ở đó quen rồi. Ví dụ bây giờ mà có bạn nào sống ở quận 7 đúng không, gần Phú Mỹ Hưng, thì căn nhà của bạn là 10 tỷ nhưng mà là có 10 khách nói thôi bây giờ anh ra ngoài thì cũng nhất là sống đi, là anh đổ đưa nhà tôi cho anh là 15 tỷ mình không có chịu, đúng không? Tại vì ta nói là sống đâu quen đó. Thì tại sao mà cái giá trị bất động sản từng khu vực, mặc dù là ví dụ trung tâm quận nhất thì nó giá chỉ là 500 triệu, nhưng mà bên Phú Mỹ Hưng vẫn là 500 triệu hay là 400 triệu, tại sao nó không phải là 200-100, nó đi theo một cái đường tròn lan ra? Không phải vậy. Cái gì bất động sản, cái gì nó là vị trí, và nó một phần là vị trí là về cái vị trí, cái hai nó gì là cái giống như là cái người ta nói là cái sở hữu, như là cái
cái cư dân là họ đã sống đâu lâu lắm rồi thì họ không còn quan trọng là vị trí nữa, đúng không? Tại vì sao? Bây giờ nếu mà vị trí đẹp thì ai cũng chịu nhất ở hết, đâu ai về Thủ Đức đâu. Đó thì và sau sự phát triển sau này thì nhiều thành phố vệ tinh phát triển ra thì cái giá trị bất động sản là dù như ở Bình Dương hay là quận 7 hay là ở Biên Hòa thì những cái khu trung tâm thì giá nó cũng gần bằng nhau hết. Ví dụ nhất đang là 500 thì Thủ Đức có phải là 400, còn cái giữa cái vùng giáp ranh Thủ Đức với quận nhất thì nó sẽ là 300. Tại vì sao? Đó là khu trung tâm đô thị mới. Hồi trước đây thì thành phố hơn cũng vậy, giá cũng rẻ, nhưng mà một khi phố hơn hình thành rồi thì bạn biết không, bây giờ mà gỡ vô là 500 triệu 400 triệu mét vuông nó cũng không thua gì quận nhất, nó chỉ có thua những cái trục đường trung tâm tài chính quận nhất thôi, nhưng mà so ra về những cái giá trị này nó không bao giờ thua được. Đó là cái, đó là những cái điểm mạnh. Cái thứ hai là gì, là cái kinh rau infinity, nó là gì, nó là một cái biểu tượng hoàn toàn mới. Ví dụ như là những bạn nào đang ở quận nhất thì các bạn biết là gì, là mình là có biểu tượng là gì, là Bitexco, đúng không? Ở Bình Thạnh thì nói đến Bình Thạnh thì ai nghĩ đến là Landmark 81 tầng. Còn nói về Phú Mỹ Hưng thì ai cũng nghĩ về gì, là cái khu vực, cái tòa nhà Phú Mỹ Hưng nó rất là đẹp. Ban đêm như là các bạn chạy ngang cái khu vực đường Nguyễn Linh Thân và các tòa nhà, cái trình chiếu sáng bạn rất như là mình phải nhìn lại tại sao, tại vì nó quá hiện đại và mình nhìn trong ánh đèn đêm rất là lung linh. Còn các bạn nào ở Bitexco thì các bạn ở những cái tòa nhà xung quanh, những cái khu dân cư, bạn nhìn thấy cái tòa nhà Bitexco, bạn thấy là nó rất là đẹp. Tại sao? Tại nó ánh sáng nó trình chiếu và nhìn nó rất là lung linh về đêm. Rồi lên mắt là gì, là một cái biểu tượng rất là cao, tại vì nó cao nó xa làm cho khách hàng họ nhận diện được là đây là như là một cái trung tâm. Thì có nhiều anh chị là họ lên Sài Gòn hay là mình đi mình đặt được mình biết, nhưng mà mình thấy một xa xa có một cái tòa nhà nó là biểu tượng mà mình cứ đi thẳng hoài là tự nhiên mình tới nhà của mình. Nó thì nó là như vậy, thì ở Thủ Đức sẽ xuất hiện một cái biểu tượng mới, đó là gì, là kinh ra infinity. Tại sao như vậy? Tại vì bạn biết ha, là cái tòa nhà là thường là gì, là Bitexco là gì, là kính, đúng không? Landmark 81 cũng là kính, Phú Mỹ Hưng cũng là kính. Mình thấy tòa nhà nào phủ kính nhiều đó là biểu tượng. Tại sao? Tại vì là cái công trình có mang chất mà nó phủ kính là nó trường tồn theo thời gian. Các bạn thấy tại sao mà Bitexco nó không có cũ, nó mới hoài luôn á. Mình đi hôm nay, ngày mai 1/10 mình thấy tòa nhà mới liền, tại sao? Nó rửa, đúng không? Thì Thủ Đức mình cũng vậy. Tại sao? Nếu mà ví dụ mình xây một căn bình thường mà dùng cái bê tông cốt thép bình thường ấy, thì chỉ cần là 2 năm thôi là bạn thấy là những cái mảng tường lon lỗ nó nứt, đúng không? Tất cả những dán nào cho dù sang cỡ nào mà mình xây bằng cái chất liệu mà xi măng ấy, thì chắc chắn luôn 1 năm 2 năm là nó sẽ có một cái độ ố và độ nứt nhỏ nhỏ, mình nhìn nhận rất là dễ thấy. Và cái bản thân nếu mà nứt mình rất là khó chịu, đúng không? Rất là khó chịu. Tại sao? Tự nhiên cái nhà mình mua nó có chục tỷ mà nó có một cái lớn nứt, mặc dù nó không ảnh hưởng gì nhiều nhưng mà nó cũng là nứt. Nhưng mà đúng tôi nghĩ là mình mới mua nó không ảnh hưởng gì, nhưng mà về một cái thời gian bao nhiêu là 5 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm sau nó hoàn toàn khác. Tại vì sao? Tại vì cái giá trị mà cái sự mà va chạm co giãn giữa nóng và lạnh làm cho cái độ bền của cái khối lượng bê tông hay công trình nó không còn như trước nữa. Rồi nó là như vậy. Và tại sao mà kinh rau infinity mình là tại sao mình không dựng theo cái kiểu đó, đúng không? Mình là mình xây dựng theo công nghệ mới hoàn toàn, tại mình dùng bình phủ kính và dùng bê tông cốt sợi hơi tinh. Đó là gì, là một cái biểu tượng các bạn biết ha, là khi bê tông mình để trong nhà, mình nhốt lại trong nhà và mình phủ kính ngoài thì nó trường tồn với thời gian, nó không có hư. Nếu mà bê tông mình để ngoài nó va chạm thời gian nó sẽ hư, đúng không? Nhưng mà nó sẽ có một mặt nó sẽ ăn mòn hay là nó mục hay là nó nứt từ từ. Còn mình để trong nhà, còn ở trong nhà là những cái cột bê tông lớn, ở bên ngoài là kính phủ rồi thì nó không hư được, vĩnh viễn không bao giờ hư. Và cái đặc biệt nó gì là cái tuổi thọ công trình của nó rất là cao. Tại sao cao? Thí dụ một tòa nhà 30 tầng, nếu mà mình dùng tường tại vì những tòa nhà lớn phải dùng tường lớn, tường khoảng 20 để mà nó không có nóng trong căn hộ. Thì bức tường đó, nếu mà một tòa nhà 30 tầng mà tường không, mình nghĩ là cái chậm lực của đèn cái khối công trình đó, ít nhất là vài chục ngàn tấn. Vài ngàn tấn, đúng không? Thì làm cho cái tuổi thọ công trình nó càng ngày nó càng nó lúng, hay là nó có sự nó nứt, hay là nó cái liên kết nó không còn. Còn đây mình dùng kính hoàn toàn hết thì cái độ bền, là có nghĩa là cái lực chịu đến công trường nó nặng xuống nó không còn, nó rất là hạn chế. Nghĩa là hầu như là mình thấy luôn là mình cảm giác được là nó rất là nhẹ.
và nó mang một cái tính chất là mạnh mẽ. Tại sao? Tại bên trong nó là những cái cốt bê tông khổng lồ to, nó là như vậy đó. Thì sau này các bạn đi, các bạn sẽ biết ha, bên mình có áp dụng một công nghệ trình chiếu ánh sáng, có nghĩa là gì? Mình sẽ test lại một số cái hình ảnh để rồi. Đây là những cái hình ảnh này nè, mà biết hay là mình đây là biểu tượng, có nghĩa là các bạn chỉ cần mà bước qua cầu Sài Gòn, các bạn vừa chạy qua dòng xe, các bạn thấy được ánh sáng của tòa nhà trên cao mình rồi. Đó là gì? Đó là chỉ biểu tượng là tập hợp. Tập hợp gì? Là tập hợp những cái người giàu, những người có tiền, và tập hợp những cái khu ăn chơi, những cái khu thương mại, những khu trải nghiệm tiện ích, nó tập hợp như đây. Tại sao? Nó là điểm sáng nhất, đúng không? Giống như là Bitexco hay là Landmark, nó tập hợp một tòa nhà sáng, nhưng mà xung quanh nó gì? Là nó là phụ, là nó có những cái tiện ích là nhà hàng, khu khách sạn, rồi công viên, tất cả đều có hết. Thì Kindra Entertainment cũng vậy thôi, đó là một biểu tượng nó phát sáng. Mà thường cái gì mà phát sáng là nó sẽ thu hút được rất là nhiều. Nó thu hút là gì? Là thu hút những cái người, hay là thu hút về những cái cảnh quan, nghĩa là làm cho tất cả mọi người đều phải nhìn về hướng gì đó và ước ao. Và cái công trình mình lên, mình sử dụng ánh sáng như ánh sáng trắng, ánh sáng trong. Là sao? Là nó không có nhà. Như là các bạn biết là hiện tại một số chủ đầu tư, các bạn có biết cái dự án Ecovin không? Mình đi qua quận 7 mình thấy ban đêm nó cháy đèn, đúng không? Nhưng cái công nghệ nó gì? Là đèn LED, là nó cũng biểu diễn được đó, nhưng mà nó rất là chó. Nghĩa là mình nhìn nó đẹp, nhưng mà mình nhìn kỹ, mình nhìn lâu thì nó bị mắt mình nó bị chó. Mình cảm giác là mình rất là khó chịu. Tại vì cái cường độ ánh sáng nó rất là mạnh, và nó làm cho mình là cảm giác khó chịu đó. Nhưng mà ở bên kia ra mình là khác hoàn toàn đó. Và cái điều đặc biệt đó là gì? Là mình ngồi, mình mặc dù tòa nhà mình kính, nhưng mà mình ngồi trong tòa nhà, mình nhìn ở ngoài nó không có thấy ánh sáng. Nó nghĩa là nó không ảnh hưởng tới vấn đề mà sinh hoạt của gia đình, mà nhưng mà bên ngoài nhìn vô thì ánh sáng rất là đẹp. Ở đây các bạn sau này là mình sẽ không còn cái định nghĩa mà mình phải xem bắn pháo hoa đó. Tại vì muốn bắn là bắn hàng ngày hay sao? Đây là những công nghệ sáng mình lập trình, mình muốn cho nó chạy gì là ngày cái đấy. Nhưng mình chạy chúc mừng ngày 8/3 hay là Happy New Year, hay là mình cho cái công nghệ như là mình làm cái những cái đèn mà nó chạy theo cái kiểu như pháo hoa, là nó liên tục. Đó. Và cái điểm nhấn của diễn mình là ở tầng 13, thì 13 mình có bố trí là các khu lánh nạn. Thì thật sự luôn, nếu mà là những cái chủ đầu tư mà họ không có chú tâm, họ không có tập trung để mà họ chỉ muốn bán hàng, là họ bán lên tầng 13, đúng không? Tại vì một mét vuông này nó có 100 triệu, thì tính ra một sàn tầng 3 tới là vài chục tỷ, hơn chi là cả 100 tỷ, đúng không? 10 cái 100 tỷ mà hai sàn mất vài 100 tỷ, tự nhiên chủ tư bỏ ra chơi vậy. Cái đó không phải, cái đó gì là chủ đầu tư lo vấn đề mà an tâm cho khách hàng khi mà ở Kindra Infinity. Người ta được có sự tin tưởng được, nếu mà có sự cố gì ta xuống đây lánh nạn. Và cái trong cái tầng lánh nạn gì là họ còn nghĩa là mình có bố trí thêm những cái tiện ích phục vụ cho cư dân, giống như là cà phê, yoga hay là một số để mà cho những cư dân đó, thay vì là không thích xuống tầng 4 thì lên tầng 13, đúng không? Còn thích bơi thì lại là xuống lầu 4 mình bơi cho thoải mái. Và các bạn thấy, mình thấy là ở tầng 4 cái hồ bơi của mình nhìn trong hình luôn á, mình thấy luôn là mình không phải ở cái căn hộ bình thường hay là căn hộ mà 5 sao nữa, mình nghĩ nó là phải là 7, 8 sao hay là 10 sao. Tại vì sao? Các bạn có biết là những cái khách sạn lớn như là ở Tiểu hay là Thống Nhất á, là coi như khách sạn là 10 sao, 10 mấy sao luôn. Nhưng mà mình thấy nó có y chang của mình thôi. Cái sao này là gì? Là nó gắn với vấn đề là cái thương hiệu của chủ đầu tư, cái hai là cái đơn vị vận hành, và cái đặc biệt như là cái công năng sử dụng, nghĩa là một khách hàng đã vô đây ở rồi là họ không kinh doanh hết. Tại sao? Phục vụ từ A đến Z, nghĩa là nó đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Các bạn vô những khách sạn 5 sao đúng không? Ok, có nhà hàng, nó cũng có mua sắm nhỏ nhỏ, nhưng mà nó không có đủ, đúng không? Nó không có đủ. Còn ở đây thì các bạn cần bấm thang máy xuống lầu 1, 2, 3, 4 hoặc là các bạn có thể thả ra mua sắm. Mình có thể tản bộ lên lầu 4, mình bơi, mình vừa bơi mình vừa chạy bộ, đúng không? Có thể nếu mà mình muốn thư giãn, cảm giác mạnh, mình lên lầu 13, mình ngồi uống cà phê, mình view về trung tâm gần nhất, mình đi rất là đẹp.
thì cái đó là gì, là khách hàng một khi đã mua kinh ra Vinfit ở đây rồi là họ không còn lo lăng tăng đến những vấn đề mà gì là phải đi đây đi vào quận nhất nữa, hay là đi qua những cái trung tâm khác để chi, để là sử dụng cái tiện ích nữa, tại vì ở đây nó có đầy đủ hết, không thiếu gì hết, và thậm chí là rất là đẳng cấp, đúng không? Nghĩa là đẳng cấp có nghĩa là chưa, nghĩa là mình đã làm một số dự án mình chưa thấy dự án nào mà chủ đầu tư tâm đắc là làm cái 6 tầng là phố đi bộ là ánh sáng trực tiếp xuống tới tầng hầm luôn, có nghĩa là cái luồng không khí di chuyển rất là thoáng, làm cho không ngập ngặt, trời mưa có thể xuống tới hầm ngặt dưới luôn. Các bạn cũng có nghĩa là mình thì con người sống gần với thiên nhiên, mình mới cảm thấy mình thoải mái, đúng không? Tại vì là cái yếu tố thiên nhiên rất là quan trọng, nó làm cho con người ta cảm nhận được là nó rất là thoải mái. Nếu mà các bạn ở trong nhà nó ngột ngạt, bạn bước ra cửa hít một luồng gió thiên nhiên thôi là cảm giác là mình rất là phiêu, mình cảm giác mình rất yêu đời. Thì ở kinh ra cũng vậy, cũng như là khách hàng gửi xe ở lầu 2, lầu 3, một thôi là khi mà gửi xe xong đi ra là cảm giác yêu đời là sao? Tại vì là không khí rất là khó, làm không khí khó làm cho con người mình cái suy nghĩ mình nó cũng nhẹ nhàng hơn và nó cảm giác nó rất là dễ chịu. Cái điểm nhấn tiếp theo của dự án mình thì là có công viên 2.000 mét vuông ngay dự án mình luôn. Ví dụ bây giờ các bạn có thể mua một cái căn hộ ở Landmark 81 tầng, nhưng mà các bạn muốn sử dụng công viên nó cũng rất là to đẹp, nhưng mà các bạn phải đi bộ qua con đường rất là rủi ro. Tại sao? Có xe cộ đúng không, mà nó cũng hơi xa. Còn dự án mình nhấn thang máy xuống cái mình đi bộ là tới bên công viên mình luôn, ngay chân luôn. Như vậy là mà cái công viên này là mình biết luôn là những cái đối tượng khách hàng lớn tuổi với trẻ nhỏ rất là thích vấn đề công viên. Tại sao? Họ có không gian họ di chuyển, họ chạy, con nít là năng động, còn người già thì họ muốn cái gì đó mà nó gần gũi thiên nhiên và họ phải tản bộ được hết dài rồi. Đó là cái điểm mạnh, điểm nhấn. Có thể là những ngày cuối tuần hay là những buổi chiều tối, ví dụ như là người chồng đi làm về hay là người vợ làm về, thì có thể thấy được là con cái mình đứng trước cửa đón mình, tại vì nó là công viên mà nó đón mình, thì mình cảm nhận được là gì, nó là rất một cái hạnh phúc đó. Đây là một nơi đáng sống, một cái tổ ấm cho những khách hàng. Và các bạn biết là đối tượng khách hàng khu này luôn đó, theo mình điều tra mình biết được, tại vì mình làm hành trình biết được là 70% khách hàng Thủ Đức, và họ là người ở đất mình luôn, sát bên chấp ganh luôn, hàng ngày họ chụp hình. Tại sao chưa thấy gì hết? Nó tại vì chưa có giấy phép đúng không? Bây giờ mình quen hết rồi, bây giờ mình lên cẩu rồi, cái là khách hàng nói họ rất là thích và họ sẽ mua thêm rất là nhiều. Cho nên là để bán được đối tượng hàng này, các bạn phải càng bán cái khu vực Thủ Đức, mình nghĩ đây là chắc chắn là mua sạch dự án này, tại vì cái số lượng mình là có 724 căn, nó rất là hiếm. Các bạn biết là dân số Đức là rất là nhiều, họ rất là giàu có. Tại sao giàu có? Tại vì Thủ Đức là cái cửa ngõ của khu đông, từ đi qua đằng này nó nghĩa là từ Hà Nội muốn đi về Sài Gòn mỗi năm phải đi ngang cái Sài Gòn Thủ Đức, nó là cửa ngõ, đúng không? Có nghĩa là và từ miền Tây muốn đi ra Hà Nội đâu có phải đi ra cái cửa ngõ Thủ Đức, nó là con đường rất là to. Và thêm phần nào nghĩa là bây giờ mà thêm cái việc này là chủ trương của nhà nước là đầu tư cho thành phố Thủ Đức về giao thông hạ tầng đó. Và các bạn biết là một khi mà thành phố trực thuộc trung ương Thủ Đức của thành phố mình mà tách Thủ Đức, thì họ sẽ dùng những ngân sách rất là to để mà phát triển Thủ Đức, và Thủ Đức sẽ là một cái đơn vị hay là một cái thành phố thông minh. Tại sao thông minh? Tại vì là nó không phải như là ở quận 4 hay là quận 7 hay là quận 8. Hồi xưa quận 8, 7 thì chỉ có nhà nhiều, quy hoạch không đồng bộ. Còn bây giờ là Thủ Đức là gì? Là đất rộng và có sự đầu tư bài bản khu công nghệ và những cái khu mà dịch vụ chất lượng. Thì bên cạnh đó là những cái cơ sở hạ tầng họ phải làm sao để mà phát triển. Thì tại sao mà họ mới lập ra được là thành phố Đức? Đó là một thành phố thông minh, một thành phố vậy, một thành phố thông minh, hay là một cái điểm sáng, cái điểm nhấn. Tại vì đó là cái cửa ngõ đi ra sân bay quốc tế, đúng không? Đó. Thì nếu mà để mà nói bán hàng, mình biết là nó quá trình nhiều cái bán hàng, nghĩa là mình, nhưng mà bản thân chúng ta khai thác được cái điểm nào mạnh thì mình cứ khai thác, đúng không? Có nhiều người thì muốn nói ok, vị trí đẹp, có nhiều người là cái công trình đẹp, thiết kế đẹp, có nhiều người là công năng sử dụng đẹp. Đó là những cái tất cả là hầu như là khi bán hàng rất là nhiều. Nếu mà mình thích được cái nào, mình tập trung vô đó mình khai thác bán. Và bên cạnh những cái thiết kế, những cái công nghệ hay là những cái công năng của công trình để mình có thể bán hàng cho khách hàng, thì nhiều khách chỉ cần nhìn thôi là nó mua rồi, không cần suy nghĩ nữa. Tại sao? Tại vì xin lỗi luôn là tôi ở đây là 60 năm trời, tôi ở thành phố Đức
mà tôi là lúc nào cũng muốn vô quận nhất hết trơn á. Nhưng mà bây giờ có một cái giảng kinh ra ngay đây rồi, đó là một cái niềm, đó là một cái điều mà tôi đang chờ đợi mấy chục năm. Để chi tôi ở đây, tại vì sao đây, con cái và khách hàng, những mối làm ăn tôi cũng nằm đây hết. Tôi không đi sao được, tại sao tôi sống đây quen rồi. Đó là những người lớn tuổi, là những người có tiền cực kỳ nhiều, và họ là những người quyết định về cái việc mà có thể là xuống tiền nhanh cái giảng mình. Các bạn biết tại sao được mà mình giúp kinh bút kinh tới mấy trăm bút kinh mà chủ đầu tư chỉ bán có nhiêu, là chỉ bán có 150 thôi, mình khoảng chừng 300 kinh mình bán 150 thôi, là họ biết là khách hàng đâu, là khách hàng không đứt không. Bây giờ nếu mà có điều kiện các bạn càng biết một cái lại đi, mình nghĩ ra là bán sẽ rất là dễ dàng. Và chưa kể là khách đó là khách ở thành phố Đức, còn mình đó là khoảng 30%, còn lại gì là khách hàng mua để làm ngôi nhà thứ hai. Tại vì sao? Tại vì sau này sẽ ban thành họ khởi công xây dựng rồi, thì đây cũng là một điểm dừng chân, một cái điểm đầu tư cho những cái chuyên gia, những người nước ngoài họ có thể thuê. Các bạn biết những cái tiếp viên hàng không hay là những cái vị chuyên gia nước ngoài, hay là mình biết đâu Thủ Đức là gì, là rất là nhiều chuyên gia nước ngoài, tại vì nó là khu tập trung công nghệ của sức, và nó là khu giáo dục độc nhất ở miền Nam của mình, thì rất là nhiều chuyên gia, mà biết chuyên gia, lương chuyên gia không nhiều rồi, rất là nhiều, thì họ rất là dễ dàng để mà họ mua căn hộ ở đây, rất là dễ dàng. Đó là một cái đối tượng khách hàng mà mình đang thật sự, nếu mà mình là xem mình nắm vô cái vấn đề gì là khu công nghệ cao, những vị lãnh đạo trong khu công nghệ cao. Đó, đó là chia sẻ. Còn mình nói về thanh toán thì bên cạnh là những sự hỗ trợ của chủ đầu tư, bên cạnh là sản phẩm tốt, rồi dịch vụ tốt, rồi vị trí tốt, để muốn bán hàng bán vé sạch thì chúng ta phải có gì là lịch thanh toán có tốt, đúng không? Thì mình sẽ chia sẻ luôn là đối với kênh Gavi Phi thì mình nói là mình có hai chính sách thanh toán. Một thứ nhất là gì, là về chính sách thanh toán bằng vốn tự có, và cái hai là thanh toán bằng vốn qua ngân hàng. Thì các bạn nào bán nó được một rồi thì mình cũng biết là nó cũng giống được một, nó không khác gì chưa. Tại vì sao? Nếu mà khách hàng mua trong cái đợt 1 á, cái đợt 2 thì nó gần nhau, nó không gì xa. Thì nếu mà khách hàng muốn thanh toán nhanh bằng vốn tự có, thanh toán 95% á, thì chủ đầu tư sẽ là chiết khấu cho mình là 9% trên số tiền mình thanh toán nha các bạn, chứ phải trên tổng giá trị. Có nghĩa là có nghĩa là gì? Có nghĩa là thanh toán là giảm 9% trên 95% cái tiền mình thanh toán đó. Còn cái được thanh toán chuẩn, thì thanh toán chuẩn thì khách hàng sẽ thanh toán là ký văn bản thỏa thuận là 10%, rồi mình sẽ đóng tiếp là hàng khoảng chừng 2 tháng mình đóng 5%, rồi khi ký hợp đồng khoảng chừng 30%, mình trung bình là 2 tháng mình đóng 5%, tới đợt 8, đợt 9 mình thanh toán là khoảng 3 tháng thì khoảng là 5%, đến khi bàn giao căn hộ. Còn mình nói về cái thanh toán bằng vốn qua ngân hàng thì đa số luôn, mình nói về ngân hàng các bạn biết là 73 đúng không, bất động sản nhà ở hay bất động sản căn hộ hay là bất động sản gì cũng vậy, là thường bạn biết ước gì 73 là gì, là ngân hàng là thẩm định dự án này là chỉ cho vay tối đa 70%, có những có một số dự án thì có thể là 80%, nhưng mà thường là 73 là nhiều nhất. Cái dự án này thật sự luôn, tôi làm cái dự án này rất là mừng. Tại vì sao? Tại vì một cái dự án là một cái dự án thay vì trước đây là một cái dự án phát triển là có một ngân hàng tham gia, đúng không? Nhưng mà dự án mình thấy luôn là 5-6 thậm chí là 7 ngân hàng dành nhau tham gia cái để mà có thể bằng gì để mà cho vay dự án này. Cái đó là bạn thấy không? Đó là một tín hiệu mừng, đó là một khi bán hàng. Tại vì sao? Ủa, không có ngân hàng nào một ngành để mà tham gia để mà cho vay, tại sao? Tại vì dự án này nhất gì về chất lượng và cái hiệu suất về cái giá trị nó tốt, cho nên là nhiều ngân hàng họ muốn xin đến chi để mà làm cái đối tác để mà cho cái người vay. Thì các bạn biết ngay là khách hàng mà họ muốn ngân hàng họ muốn cho một cái dự án gì đó vay thì chắc chắn họ phải thẩm định dự án, đúng không? Thì thẩm định thì tôi thấy căn hộ của anh là cái giá 100 triệu thì tôi chấp nhận cho vay 70, 73. Chứ bây giờ mình thẩm định cái giá mình có 40 triệu thì ngân hàng đâu cho vay 100 triệu đâu. Tại sao? Tại nếu mà đặt bài bản là họ không thu hồi được nợ. Và muốn vay được thì họ gì? Họ phải nhìn vô cái hồ sơ của mình. Cái hồ sơ gì là thiết kế, thi công, vật liệu, tất cả mình đặt cái chi. Họ mới cân đối, họ mới quy ra được là gì, là cái tỷ lệ và cái phần trăm hay là cái giá trị mà để mà mét vuông công trình là bao nhiêu tiền. Thì từ cái đó họ mới căn cứ được, họ mới cho vay được số tiền bao nhiêu đó.
đó. Mà cái dự án mình nhiều là bạn biết hay là rất là nhiều ngân hàng, thì ở đây mình sẽ chia sẻ đầu tiên là ngân hàng VPBank. Là VPBank đối với VPBank là gì, là các bạn chỉ cần là thanh toán 15% thôi là ngân hàng giải ngân 50%, đúng không? Còn khi nào tới ký hợp đồng mua bán, các bạn thanh toán thêm 5% nữa, như vậy là mình bỏ ra khoảng chừng 20% thôi là mình ngân hàng giải ngân rồi, đến ngân nhà luôn, là quá sung sướng, đúng không? Thì cái này cũng như gặp mộ các bạn. Còn cái tiếp theo là ngân hàng MBBank. Thì MBBank nó cũng hay, đúng mạnh, hay hoang gì là chỉ cần thanh toán 15% thôi là ngân hàng giải ngân 55%. Có nghĩa là ở đây rất là đa dạng khách hàng, các bạn khách hàng quen, các bạn quen khách hàng nào á mà họ thích chọn những cái ngân hàng nào thì mình tư vấn rất là dễ luôn. Tại sao nó có là MBBank, MBBank, VPBank, rồi thậm chí là HDBank mới đây, mới nhất luôn, HDBank cũng có rồi. Mình sẽ update cho các bạn, mình sẽ gửi lại cái lịch mà chào sản phẩm của HDBank. Rồi cái đây là cái sách của MBBank, và đây là của VPBank. Cái VPBank nó cũng cái hay VPBank, nghĩa là nếu mà khách hàng nào mà xác nhận xác định mà mình nghĩ là mua vay lâu dài nên chọn cái này cũng hay nè, và thanh toán là 10% rồi tới 5% rồi là chưa cần ký hợp đồng đâu là ngân hàng giải ngân 15% cho mình. Đó, cái tỷ lệ này thì ngân hàng rất là thích. Rồi khi mà ký hợp đồng xong rồi là thanh toán tiếp tới đợt 3, 5% là ngân hàng giải ngân tiếp cho mình. Các bạn yên tâm, nghĩa là khách hàng chỉ cần mua cái căn hộ kinh doanh phi cho mình, từ cái thời điểm khách hàng ký văn bản thỏa thuận thôi là khách hàng là được quyền, là được ưu tiên là 30 tháng, là được hỗ trợ sức 30 tháng. Các bạn khi mà khách hàng có tiền á, người ta muốn tất toán sớm á, cũng không phạt gì hết, nghĩa là miễn phí tất cả các phí. Nhưng bạn nhớ kỹ nha, có nghĩa là mình sẽ hỗ trợ 30 tháng từ lúc mà ký văn bản thỏa thuận, chứ phải từ lúc mà ký đồng mua bán nha. Rồi nếu mà cái đợt này mà mình ký trong thời điểm này mà căn hộ mình xây dựng trong vòng khoảng chừng mà 2-4 tháng mình xong đi, có thể là mình ký 6 tháng, đúng không, là mình hỗ trợ tối đa là 30 tháng cho cái khoản vay. Thì ở đây là mình sẽ nói với một số cái ngân hàng, thì hiện tại thì mình khoảng có 5 ngân hàng, nhưng mà theo kinh nghiệm của mình đang có khoảng chừng 7 ngân hàng, mình còn hát được 300 ngân hàng nữa. Đó là một cái khi, một cái điểm mạnh, đó là một cái sự cam kết của chủ đầu tư để đi đồng hành cùng khách hàng với các ngân hàng. Rất là nhiều ngân hàng mình làm dự án mình thấy luôn, thường là một dự án có một ngân hàng thôi. Tại sao là chủ đầu tư phải cầm cố những cái ngân hàng đó? Và cuối cùng là ngân hàng độc quyền luôn, rồi tiền thanh toán qua ngân hàng hết. Còn bên đây tại sao quá nhiều ngân hàng? Ở đấy không? Nghĩa là bên đây là một cái dự án không ngờ mà rất nhiều ngân hàng như thế này. Khách hàng yên tâm là cái sự mà cầm cố giá là không có. Còn nếu mà có là chỉ có một ngân hàng, duy nhất là phải chủ đầu tư là người chỉ định. Về cái phần mà cho khách hàng, bạn lưu ý, nghĩ là cái đây là những cái khay, những cái điểm mà các bạn có thể đầu tư với khách hàng. Và trong cái đợt 1 là mình bán hàng, các bạn lúc mà cái ngày mà event nó bán, các bạn biết là khách vay còn nhớ là khách hàng được tặng cái giá trị bao nhiêu không? Còn mình nhớ là có 3 giải đúng không? Cái cao nhất là 500 triệu. Còn bây giờ là hoàn toàn khác nha các bạn. Là mình có tổng cộng là khoảng 18 giải thưởng. 18 giải thưởng có nghĩa là mỗi một khách hàng mua là cái xác trúng, cái xác mà trúng là rất là cao, cực kỳ cao, mà mình có 3 giải là liền 1 tỷ. Thì cái giải thưởng này là mình sẽ trừ trực tiếp vô giá nha các bạn. Mình nhớ mình tư vấn hàng mình trừ vô giá bán. Và giải gì là 500 triệu, giá gì bao gồm là có 5 giải luôn, gồm giải 3 là 200. Có nghĩa là cái lúc, cái thời điểm mà mình mở bán hàng là các bạn sẽ được, sẽ các bạn sẽ có một cái sự mà tập trung cuốn hút. Tại sao? Bốc thăm liên tục, và khách hàng phải chờ đợi tới phút cuối để chi để được cái giải mà 1 tỷ thôi. Bốc chứng 200 tôi không happy sao vậy? Tôi thấy giải 1 tỷ còn nhiều quá, 500 nhiều quá, nghĩa là cái mình ra sách này đến chi để mà giúp các bạn chốt khách hàng những cái điều cuối cùng, đúng không? Tại sao giá trị nó nhiều, khách hàng vô tiền đi mình ok, nghĩa là mình bán nó là 11 giờ là mình phá kho hàng, mình không có nhận nữa. Nhưng mà cũng có những khách hàng người ta mua 1:15 thì người ta phải bỏ cái phiếu đó kịp, cái là bút thăm cái giải cuối cùng, nó cũng là một cái điều may mắn, đúng không? Đó, đây là một cái giống như là một cái sự hỗ trợ, giống như là một cái sự cam kết và sự đồng hành của chủ đầu tư. Thay vì chúng tôi là một giải duy nhất
để cho khách hàng. Nhưng mà xin lỗi luôn, nếu mà mình trúng cái giải đó rồi thì cái người khách hàng ngồi cái bên nói ồ cái này là do chủ đầu tư bày cho rồi, nghĩa là tự nhiên đúng không, có nghĩa là rất là nhiều khách hàng họ mua cái dự án họ bốc thăm trúng xe 7 tỷ gì đó, cái trúng đó ồ trời cái này là người cho công ty hay là khách hàng này cài cho rồi, không có trúng đâu. Nhưng mà mình hoàn toàn không vậy, bên đây thì cái hình là mình thực tế là mình cho khách hàng là người ta cảm nhận được cái này là tôi cho khách hàng. Là tại sao? Tại vì mình chia ra tới 18 giải, mình nghe đều hết là mọi khách hàng đều trúng hết, chứ không phải là một người trúng xong mà cuối cùng nói là cái này là có sự xích đặt thì nó không có hay.